Trường Anh ngữ GIC trân trọng thông báo về những cập nhật liên quan đến các giấy tờ SSP, SSP ECAT và ACRI CAT. Kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2024, học viên quốc tế mới phải nộp đơn xin SSP ECAT cùng lúc với đơn xin SSP. Chi phí cho giấy tờ này là 4.000 pesos và có giá trị trong một năm. ACRI CAT được cấp theo thời gian học và đối với thời gian học từ 12 tuần trở lên. Cần cung cấp bằng chứng vé máy bay khứ hồi. Đối với gia hạn thời gian học tại địa phương, SSP cần cấp lại với khoản phí đóng mới tương ứng là 6.800 peso. Ưu đãi nhập học trường Anh ngữ GIC trong tháng 8, 9 và tháng 10 năm 2024. Premium Campus giảm 100 đô cho khóa 4 tuần phòng đôi và 150 đô khóa 4 tuần phòng 4. Main Campus giảm 50 đô khóa 4 tuần phòng đôi và đến 100 đô cho khóa 4 tuần phòng 4. Liên hệ ngay du học Philippines Bio đăng ký khóa học tại trường Anh ngữ GIC Bavio. Hai cơ sở xinh đẹp Premium Campus và Main Campus đón chào học viên đến học.